Thương hiệu: Christian Dior, xuất xứ: Pháp, năm phát hành: 2021, nhóm hương: Hoa quải hương, gỗ đàn hương, cam thảo, phong cách: Nam tính, hấp dẫn, quyền lực, hương đầu: Quế, bạch đậu khấu, nhục đậu khấu và quả bưởi, hương giữa: Hoa quải hương, hương cuối: Gỗ đàn hương, cam thảo, hổ phách, cỏ vetiver Haiti và cây hoắc hương.